Chúng tôi đã định ở lại Hà Tiên thêm một đêm nữa, nhưng thật sự cũng không có gì để đi. Tôi đã thuyết phục mọi người về Mỹ Tho chơi một đêm. Thế là chúng tôi đã về Mỹ Tho. Và đêm cũng chẳng biết làm gì, đi vòng vòng cuối cùng chúng tôi đến một cái nơi gọi là hát với nhau và khiêu vũ vui vui. Thế là lâu lâu lắm anh em chúng tôi mới được dịp lên ca hát. Tôi cũng bất ngờ là Trang đã rất là hát tự tin một bài, và cô nghe cũng đăng ký, nhưng cuối cùng lại không dám hát, lại rủ tôi lên hát 60 năm cuộc đời. Tôi cũng chỉ định hát một bài tình cảm bolero hợp với người dân miền Tây, nhưng mà thôi chiều cô em gái lâu lắm mới được dịp tung tẩy, tôi cũng lên hát một bài. Lâu quá không hát, do đó chúng tôi cũng bị lạc giọng, nhưng mà thôi, vui là chính. Sáng sau chúng tôi tiếp tục sang Cồn Thế Sơn để chơi và đi bằng xe ngựa. Rất thú vị là chuyến xe ngựa chở chúng tôi đi qua những con đường làng ở một cái đảo bên sông, ở đây miền Tây gọi là Cồn, gọi là cái Cồn Thới Sơn. Và chúng tôi cũng có cơ hội để được đi xe ngựa. Và chúng tôi cũng nhớ là kỷ niệm mà đám cưới con gái anh thư của chúng tôi cũng đã rước dâu bằng xe ngựa. Chúng tôi đã đi lòng vòng ở trên cồn. Và có lẽ thú vị nhất là được đi trên chuồng dọc những cái kinh rạch xuyên ở trong cái cồn đó. Đây là các chị, chúng tôi cũng rất là lo lắng sợ anh Binh và chị Dung xuống xuồng sẽ bị lật xuồng, nhưng mà đùa thôi, cái xuồng ở đây nó cũng khá lớn để không thể lật được. Và hôm nay nước không có lớn, do đó là cuộc đi trên trong trên sông kinh rạch cũng không có thú vị lắm, vì nước kém nó lộ ra đất đai, xin lầy coi không đẹp. Đây là hai chị tôi, và cũng như là cô con dâu còn chồng duy nhất của dòng họ Nguyễn còn lại. Và chuyến đi trên sông, trên kinh rạch ở trong cái cột Thái Sơn khá thú vị. Các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người, nhưng mà đò đi vẫn rất là êm, không có ngại gì cả. Chúng tôi được dịp ôn lại những cái ngày xa xưa trên những con sông kinh rạch. Và chuyến đi cũng khá vui, vì lâu lâu đi máy bay, đi xe lửa, đi tàu, bây giờ được đi ở trên con rạch cho nhỏ ở vùng sông nước miền Tây cũng rất ư là vui, dễ chịu, thì hoàn toàn dưới một cái bóng râm của những hàng dừa. Đây là cái bến chúng tôi lên. Hôm nay chúng tôi đi sớm cho nó mát mẻ, và đi ở dưới bóng râm cũng rất là thú vị. Chúng tôi lên và uống dừa nước, cũng như tham quan những cái vườn cây ăn trái Cồn Thế Sơn, nơi tôi cũng có khá nhiều kỷ niệm khi tôi đi sang ảnh hoặc là qua đây để làm cho cái vùng sinh hoạt này thay đổi trang phục, áo bà ba, áo dày thanh đóng qua những bức hình của tôi mà lúc đó tôi đã phải thuê. Bây giờ các cô đây đều áo dài,
và các cô hướng dẫn viên có mặc áo bà ba, và chúng tôi được nghe đàn ca tài tử. Chúng tôi lại có một cơ hội để nghe đàn ca tài tử. Thật sự là cái món này nó không hợp với dân thành phố. Thành phố thì thích ca nhạc, tân nhạc, nhưng mà nông thôn thì thường, nông thôn miền Tây thì hay ca vòng cổ, tân cổ giao duyên, hoặc là những cái bài ca lý vân vân. Chúng tôi ăn trái cây, uống nước trà mật ong và nghe đàn ca tài tử. Lâu lắm anh em chúng tôi mới có dịp mà đi với nhau một chuyến, khi tuổi ai cũng đã xế chiều. Chị lớn, chị hai Dung và tôi năm nay cũng không còn trẻ, 72, chị Lan 70, tôi 68, Lộc Phát 68 là Lộc Phát, và Nga thì cũng 60, Trang thì cũng 50 mấy rồi nha. Chúng tôi ghé một cái cơ sở bán đồ lưu niệm, đây là một cái người quen trước đây của tôi. Khi tôi qua đây tôi chụp bức ảnh thi thì cô này mới 20, mới lấy chồng. Dạ, cũng đã 40 mấy rồi. Và chúng tôi ghé một cái chỗ gọi là khu vườn màu tím, tất cả đều màu tím. Các cô ở đây mặc áo tím, quần tím, đồ lót cũng tím. Và tiếp chúng tôi đi về và ghé mua một cái đặc sản, đó là cái bánh dừa. Bánh dừa ở đây ăn rất là ngon, béo. Và kết thúc chuyến đi và trở về Sài Gòn sau những ngày gặp nhau. Chúc mọi người vui vẻ, bình an và hạnh phúc.